đi làm cái phần tay nhá, và phần chân ạ. Phần tay thì mình cũng sẽ sử dụng màu nâu này. Phần tay và phần chân mình cũng sẽ sử dụng màu nâu các bạn nhé. Đó, cái phần tay đây các bạn nhé. Đấy, mình sẽ gắn vào đây ạ. Các bạn gắn tay cho đều nhau các bạn nhé. Và đây là cái phần tay của mình các bạn nhé. Và tiếp theo là cái phần chân đấy các bạn. Phần chân thì cũng ngang với phần tay thôi các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ nặn cái phần chân thì nó sẽ to hơn cái phần tay hơn, phần chân nó sẽ to hơn cái phần tay nhá. Đấy, và đây là cái phần chân và phần tay của mình nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần đuôi, nó sẽ là phần đuôi nhá. Phần đuôi thì nó sẽ để lên trên đầu các bạn. Phần đuôi thì mình sẽ nặn để dài hơn một tí này. Cái phần đuôi này thì mình sẽ gắn cái phần trên đầu này nhé, để cho nó giống hơn này các bạn. Và mình sẽ uốn cong nhé. Đây, và đây là phần đuôi của mình các bạn nhé. Và tiếp theo này thì mình sẽ làm thêm cái quả chuối nhá. Mình sẽ làm thêm một cái quả chuối các bạn. Quả chuối thì mình sẽ sử dụng màu vàng nhá. Quả chuối thì nó sẽ cầm vào tay các bạn nhá. Cái phần này thì mình trang trí thêm luôn các bạn. Mình sẽ làm lại cái phần đuôi này. Mình sẽ làm lại cái phần đuôi các bạn nhé.
Đấy, và cái phần này thì mình sẽ làm cái phần chân ấy, mình sẽ ấy viền vào nhau này để cho nó không bị cái mình sẽ làm chỉnh lại cái phần chân và phần tay các bạn nhé. Đấy, và các bạn lại có thể miết này, miết cái phần chân và phần tay nó sẽ sát nhau với phần thân nhé. Để nó không bị lộ ra các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong một con khỉ rồi các bạn nhé. Vậy là, và nếu các bạn thấy hay có thể cho mình xin một like và chia sẻ các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye các bạn.